đừng nhắc tên nó ở đây cho nó bẩn TikTok nhà mình đi Nguyễn Anh ơi. Nguyễn Anh ơi, đừng nhắc tên nó ở đây cho nó bẩn bẩn Facebook nhà mình ra. Facebook nhà mình là Facebook uy tín. Kể nó mình là đàn ông mà Nguyễn Tân ơi. Cơm chưa? Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị gái Nguyễn Tân nhá. Em cảm ơn chị. À em chuẩn bị ăn à? Thế à? Trưa nay là anh tiêu chuẩn trưa nay là ăn ăn ổi. À, ăn xôi. Xôi. Trưa nay ăn xôi. Xôi ruốc. Sáng mua xôi ruốc. Sáng nay mua xôi ruốc. Chưa ăn. Xôi ruốc. Về đi em một lần hết rồi. Ê, bữa trưa đây này. Ê, xôi ruốc đây này. Ngon lắm. Đấy, gì đấy chưa? Thấy chưa? Ngon không? Xôi ruốc á. Xôi ruốc. Ngon lắm. Đấy là bữa trưa đấy. Bữa trưa đấy. Bữa trưa đấy. Bữa trưa chỉ vậy thôi. Hello bạn Tuấn. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và kiếm thật nhiều tiền nha bạn Tuấn ơi. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhá, và kiếm nhiều tiền nhá. Điếu này mua 4 năm rồi. Chào Hiền Nguyễn nhé. Phê quá. Phê lắm. Phê lắm. Cảnh ơi. Cảnh ơi. Bọn nó bảo anh vỡ lợ cảnh ạ. Bọn nó bảo anh vỡ lợ. Bọn nó bảo anh vỡ lợ. Vỡ lợ. Còn gì đâu em. Vỡ lợ rồi, vỡ hạt rồi.
vỡ hẳn rồi. Còn có yêu xin hãy làm người lắng nghe. Vỡ lợ rồi, vỡ hẳn rồi. Vỡ hẳn rồi. Đây là... Em chào anh Dậu. Anh Dậu ơi, chả vướng cái gì hết. Em ra chỉ được cái lối đúng thôi. Mưa đêm tình nhỏ. Hello rồi. Chào Phú nhá. Phú ơi. Lâu lắm rồi không được gặp Phú. Disconnected. Bluetooth connecting. Please wait. Chồng đang live stream tí vợ ơi. Năm 2 rồi. Ừ, năm 2 rồi. 73 là ấy đấy. 73 là mệnh mệnh mộc đấy. Mệnh mộc. Mộc sinh hỏa, thổ sinh kim. Ai mà mệnh hỏa nhá là chơi với mình hay là làm ăn mọi cái là nó hợp đấy. Đúng không? Mộc thì sinh hỏa mà. Đấy, thổ thì sinh kim mà, đúng không? À. Sau này mà mình có lấy vợ thì mình sẽ chọn vào đầu 8. Mình sẽ chọn về đầu 8. Em chào anh Hiếu. Ok. Chào Tranh Luận nhá. Chào cả nhà. Đầu 8 với lại cái đầu 7 thì là nó sẽ xấp xỉ với nhau. Chứ nếu như mà sang đầu 7 thì đói quá. Đầu 7 thì cái tầm sàn tuổi về sau mà nhiều tuổi tầm ngoài 6-70 thì là đàn ông mình sẽ yếu hơn nhiều. Chưa cưới à em. Em chào chị Thủy. Em chào chị Thủy. Còn vợ đầu 9. Cảnh chỉ được cái vui tính thôi. Cảnh cái đại diện cho họ nhà giai đấy chứ. Oách phết đấy. Cảnh nhà. Mà đã đại diện cho họ nhà trai đấy chứ. Đừng có đùa được. Oách xà lách phết đấy. Nhanh nhỉ cảnh nhỉ. Vừa mấy ngày nào mà hai anh em đã chơi với nhau được chục năm rồi nhỉ, hơn chục năm rồi. Cái nối mà đi về nhà cảnh rồi anh không nhớ nữa đâu. Anh không nhớ nữa. Anh không nhớ đường gì nữa. À, giờ còn trẻ không lấy vợ đi anh, sau này già lấy vô vị. Nói chung là trong cuộc sống thì ai cũng vậy thôi. Các chị em phụ nữ thì cũng cần có một người đàn ông bên cạnh. Mà đàn ông cũng vậy thôi. Cũng muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh, đúng không? Đồng hành. Ai cũng vậy mà. Em sinh năm 78, anh yêu em không? Nguyễn Phiên. 78 là tuổi ngựa. 78 là tuổi ngựa đấy. Tuổi ngựa này thì thẳng tính, thật thà thẳng tính, nóng tính. Nhưng mà chơi hay bị bạn bè gọi là phản. Tuổi ngựa. Tuổi 78 ấy. Tuổi đấy là về đường tình duyên là cũng vất vả đấy. Về đường tình duyên ấy, long long đận đận ấy, tuổi 78. Nếu mà lấy chồng sớm là bây giờ ấy, lên chức rồi đấy. Lấy chồng sớm là bây giờ lên chức bà nội hoặc bà ngoại rồi đấy, không đơn giản đâu. 73 với 78 không hợp đâu, anh ơi, châu với ngựa. Không, ngựa thì nó cũng tùy em ạ. Nó còn liên quan đến ngày tháng. À.
Tuổi Bính Thìn sao yếu. Ôi chị ơi, em nói chuyện tí để gọi là động viên em đi cho vui thôi. Chị em lại còn biết xem nữa thì có mà lại giỏi quá. Biết vừa thì được, biết nhiều quá thì cũng mệt lắm. Tinh thần động viên bạn ấy kém nhau có vài tuổi. Chị Hương ạ, tính em là nó vui tính. Bị em chơi với nhiều kiểu như là cái tuổi tuổi nào chơi nhiều nhiều ấy thì mình thấy kiểu mọi cái nó giống nhau ấy thì mình áp dụng thôi. Như tuổi 76 chẳng này, đúng không? Những ai mà tuổi 76 thì thừa biết rồi, riêng tuổi 76 ấy 10 người thì ít nhất phải có 7 người là về đường tình duyên là vất vả. Làm ăn thì rất thuận. Đấy, riêng làm ăn kinh tế rồi mọi cái rất thuận, sống rất tình cảm và đặc biệt con người mau nước mắt. Hơi tí là khóc, hơi tí là buồn, hơi tí là khóc. Nó liên quan đến đường tình duyên nhiều. Đấy. Những ai mà tuổi 76 thì biết được cái việc đấy đúng không? 10 người tuổi 76 thì ít nhất phải có 6 hoặc 7 người là luôn luôn ở trong cái tình thế đường tình duyên là vất vả. Không thật mà, tức là mình trải nghiệm cả một cái trang nữa đấy. Chứ mình không nhặt ra một hai người. Đấy. Tức là mình phải lấy cái con số đông. Mình lấy con số đông. Đấy. Nó chiếm tỷ lệ cao. Thế còn nếu mà đàn ông mà tuổi 76 thì cực giỏi. Cực giỏi nhưng lại nóng tính. Đấy, đàn ông tuổi 76 nói một là một, hai là hai. Đấy, thứ bảy là thứ bảy chứ không thể nói thứ bảy là chủ nhật được. Đấy, đàn ông tuổi 76 thì lại rất là giỏi. Chào Mạnh Trung nhá. Chuẩn luôn anh hiểu ấy. Không, em thì em chỉ là chia sẻ thôi. Mình chia sẻ tâm sự thôi. Thì bởi vì mình chơi với những cái tầng lớp đấy thì mình thấy mọi người như vậy mà. Tuổi của em cũng vất vả. Tuổi của em, tuổi trâu cũng vất vả. Kể cả nam hay nữ cũng vất vả. Sướng là mình anh ơi, thế tuổi 73 thế nào? Tuổi 73 vất vả mà. Tuổi 73 vất vả. Sướng sướng ít hơn là vất vả nhiều hơn. Anh xem tuổi 80 thì anh Tân, ui tuổi 80 thì thật sự chả cần phải xem. Riêng tuổi 80 thì rất giỏi, không những là giỏi việc nhà còn ra cái cả xã hội nữa. Tuổi 80 canh thân, tuổi làm ăn thuận lắm. Rất thuận. Tuổi 80 là một trong những tuổi, nếu như mà là phụ nữ ấy, thì là người mẫu mực của gia đình đấy. Của gia đình đấy. Luôn chu toàn những cái việc, ví dụ như là bên nội, bên ngoại. Đấy, tức là lo lắng chu toàn việc bên nội cũng như, tức là bên ngoại và bên nội như nhau. Đấy, đấy là mẫu người của gia đình. Đấy, luôn luôn gọi là vun vén. Đấy, kể cả chồng con anh em thân thiết mà không may mà hoạn nạn ốm đau hay gặp mọi vấn đề gì luôn luôn gọi là xả thân. Đấy, hết mình vì mọi người đấy. Riêng cái tuổi 80 ấy rất là tuyệt vời. Đấy, lặng tình, sống tình cảm mà là một trong những người mẫu mực của gia đình đấy. Những ai mà tuổi 80 ấy nhá. Luôn lo lắng. Đấy, lúc nào cũng trọng trách kiểu như là phụ nữ ấy. Nhưng mà luôn gánh hai vai. Bởi vì gánh cho cả bên nội mà gánh cho cả bên ngoại mà, đúng không? Đấy, là một cái trọng trách. Có thể là thay thế đàn ông được. Đấy. Vừa là bố vừa là mẹ đấy, kiểu vậy. Em thấy tuổi 80 nhiều hơn chó. Tuổi đấy giỏi mà. Tuổi đấy giỏi, sống tình cảm lắm. Anh có 3-4 đứa em, đứa nào rồi đạt thành công hết rồi. Đào Kim Liên, em chào chị Liên. Tâm sự cho vui chị ạ. Tranh thủ lúc chưa ăn cơm. Chuẩn bị ăn cơm thì nói chuyện cho nó vui vui tí, ăn cho nó ngon chị ạ. Giờ chị thấy em Hiếu chuẩn bị làm thầy rồi. Ôi chị ơi, ôi ôi, em được cái vui tính. Chị Nhoa, vâng, em vui tính. Em thì sống tình cảm, vui tính thôi. Em tuổi 82, với tuổi 71 làm ăn được không anh? Vậy tuổi 79 của em có hợp với tuổi 73 không? Tôi chết rồi.
Ngưỡng mộ em. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị Niên. Em cảm ơn cả nhà nhá. Em chia sẻ giao lưu vui thôi cả nhà nhá. Ừ. Chứ em không có xem lom gì, không biết. Mai lại mang tiếng rồi. Mai này mọi người ném đá ném gạch này, bảo mẹ vớ vẩn linh tinh này nọ, chết dở đấy. Chết ở cái câu nói đấy. Đấy, đây là em tâm sự thôi. Tâm sự chia sẻ vui thôi. Chứ không có một cái mục đích và không có một cái ý gì cả. Không có ý gì cả đấy. Tuổi nào thì cũng vậy thôi. Mình luôn luôn cầu chúc cho nhau là đầu tiên là có một cái sức khỏe này, đúng không? Sau thì là làm ăn thuận lợi này. Sau nữa là gia đình thuận hòa này, hạnh phúc vui vẻ này, đúng không? Đấy, và quan điểm của em là như thế. Đấy, tuổi nào thì cũng là tuổi thôi. Đấy, mình chỉ cứ luôn cầu chúc cho nhau được mạnh khỏe. Đấy, hạnh phúc, làm ăn phát tài, đúng không? Đấy, thế là tốt rồi. Nhiều khi mình lên đây mình chia sẻ có những cái câu chuyện đấy, nó vui thật, nhưng mà đến lúc là có những người ta sẽ nghĩ khác đi ấy. Người ta lại bảo mình là nọ kia này khác, vất vả lằng nhằng lắm, mệt, lại thành chuyện linh tinh. Em tránh tất cả những cái gì cần tránh là mình cứ phải tránh. Bởi vì ở trên cộng đồng mạng ấy, người yêu mình thì cũng có, người ghét mình thì cũng có, đúng không cả nhà? Không thể tránh được đấy. Đã chơi trang mạng nó không khác gì làm dâu trăm họ ấy. Người khen người chê đấy, nó rất phức tạp. Anh hiếu chuẩn bị theo thầy Thích Minh Tuệ. Ô, anh hâm mộ thầy lắm nhá. Phao Bùi ạ. Trước đây thì anh lúc nào anh cũng luôn luôn ủng hộ và hâm mộ chị Hằng, chị Nguyễn Phương Hằng ấy. Anh hâm mộ chị cực kỳ luôn đấy, bởi vì chị là người có tâm có đức có tầm đấy, có tầm có tâm có đức, và chị là người rất giàu nhá. Thế nhưng mà đấy là việc của chị Hằng. Thế nhưng mà thầy Minh Tuệ ấy, thì mình không thể so bì được, tức là mình không thể so bì được với bất kỳ một ai đấy. Thầy Minh Tuệ là người ta là bậc thầy rồi, người ta là người là được nó liên quan đến bổng lộc về bề trên rồi, về Phật Thánh rồi. Đấy, thầy chả có một cái gì cả, đúng không? Thế nhưng mà để mà trân trọng này, tôn trọng này, kính trọng này, học tập này, đấy, mình chỉ cần nhìn vào những cái hành động cử chỉ, những cái việc làm của thầy thôi, chứ thầy có phải là thuyết giảng đâu, đúng không? Đấy, thầy có phải là thầy giáo đâu, đúng không cả nhà? Đấy, như thầy Minh Tuệ nhá, thầy không cần phải đứng ở trên bục giảng, không cần phải đứng ở trước một cái đám đông, không cần phải nói theo kiểu như là dạy ấy, đúng không? Đấy, chỉ cần nhìn vào những cái hành động, những cái cử chỉ đấy, và những cái việc làm của thầy thôi, là tự mình sẽ cảm nhận được, đúng không? Đấy, đầu tiên thì là mình hâm mộ chị Hằng, sau thì là bắt đầu khi mà biết đến thầy Minh Tuệ ấy. Mà từ khi mình biết thầy Minh Tuệ nhá, cả nhà, mình tính của mình ấy nó hiền hơn nhiều lắm. Lền tính này, hiền hơn này, rồi thì có những cái câu từ, ví dụ như là ở ngoài xã hội có những cái câu từ, ví dụ như là có những cái câu mà nó tục bậy ấy, là mình cũng hạn chế được nhiều lắm. Ví dụ như là mình nói khoảng 10 câu nói tục thì chắc chỉ còn 1-2 câu thôi đấy. Đấy, nó lại thế, nó mới lạ, gần như nó thay đổi. Chào Nguyễn Lâm nhá. Ok Nguyễn Tâm, cảm ơn cả nhà yêu. Em chúc cả nhà có bữa cơm trưa thật là ngon miệng nhá, cả nhà yêu nhá. Bây giờ em đi ăn đây, đói rồi. Xin thông báo với cả nhà là trưa nay ăn xôi. Xôi ruốc. Bye bye cả nhà nhá. Tối lúc nào rảnh em lên em tâm sự, chia sẻ với mọi người. Cả nhà những cái gì cần hỏi mà trong cái tầm hiểu biết của em biết là em sẽ nói chuyện được.
Thì còn cái gì mà nó ngoài phạm vi mà em không biết là em không có dám nói chuyện, em không dám chia sẻ. Bởi vì đấy nó chỉ là bốc phét. Đấy nó chỉ là mình nói để mang cái tính chất là nói cho nó có câu chuyện thôi. Đấy. Chia sẻ tâm sự là những cái gì mình biết mình nói. Còn những cái gì mình không biết mình không nên nói. Đúng không? Đấy. Tôi nói liên thiên bất đảo ra là tự nhiên là nó mất vui, mất hay ra. Em mời cả nhà đi ăn cơm em nhá. Cả nhà ơi, em Hiếu mời cả nhà nhá, đi ăn cơm nhá. Nói là cơm thôi, nhưng mà thực tế nó là xôi à, chứ không phải nó là cơm. Sáng nay là mua xôi cả nhà yêu ạ, mua xôi ruốc. Nhưng mà mình để ở trong cái nồi cơm ấy thì lúc nào nó cũng ấm dễ ăn. Chào Nguyễn Sinh nhá. Rồi, bye bye cả nhà yêu nhá. Chào Nguyễn Thị Hải nhá. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Hải rất là nhiều nhá. Cảm ơn cả nhà nhá.